Long An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc thân thể quý bà con có một buổi tối ngày, đó là ngày 30 tháng 8 năm 2024. Thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Hôm qua Long An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đồ đuôi, đó là cặp 1551. Bát càng sự chủ là 315, 151 và 951. Thì ngày hôm nay khá đáng tiếc, Long An cũng phải xin lỗi tất cả quý bà con ở trên kênh. Ngày hôm nay là chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay. Xin lỗi tất cả quý bà con cả ba miền Bắc Trung Nam. Ngày hôm nay cặp 1551 thì nó không thể hiện. Nhưng mà quý con chú ý ngày mai chúng ta có thể nuôi thêm một ngày, đó là cặp 1551 cho Lộc An ở ngày mai quý con nhé. Và ngày mai là ngày 31 tháng 8 năm 2024 thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đồ đuôi, đó là cặp 09 và 90. Bát càng sự chủ là 509. 5090 và 790 cho tất cả quý bà con vào ngày mai quý con nhé. Hy vọng thì ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ thành công, may mắn và phát lộc phát tài cho tất cả quý bà con vào ngày mai. Và cũng Tục Lan cũng khá là đáng tiếc, thực sự là quá là đáng tiếc cho tất cả quý bà con, đó là ngày hôm nay với con 6996. Con 6996 ngày hôm qua Lộc An gửi đến cho tất cả quý bà con miền ba miền, nhưng mà ngày hôm qua Lộc An vẫn chú trọng vào miền Bắc thì thực sự là quá đáng tiếc ngày hôm nay nó mới về con 96. Nhưng mà ở trên kênh thì chúng ta không có lộc, nhưng mà trên Zalo thì chúng ta vẫn có lộc cho tất cả quý con. Ở miền Bắc, con đầu chính cho tất cả quý con. Đầu chính không hai ngày, thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng. Ngày 30, 31 thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng với con 96 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Đó, quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý con nhé. Đó là trên Zalo. Còn trên kênh thì ngày hôm nay chúng ta thực sự là thất bại. Lộc An xin lỗi tất cả quý con, cả ba miền Bắc Trung Nam. Và Lộc An biết rằng có thể là một số quý con là có thể theo mà chúng ta đã chưa may mắn, thì mà Lộc An cũng mong muốn là hy vọng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn và hy vọng bước sang một cái tháng 7 âm, bước qua một tháng 7 âm và tháng 8 dương thì chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý bà con. Hy vọng chúng ta sẽ có một sự may mắn và sự chiến thắng lớn cho tất cả quý con ở ngày mai với cặp 0990. Ngày mai miền Nam có 4 đài và miền Trung có 3 đài. Thì Lộc An luôn luôn khuyên quý bà con là vào Zalo để nhận số chuẩn số chắc. Bởi vì khi chúng ta chơi theo trên kênh thì dạo này trên kênh nó chưa có lộc lớn. Thì Lộc An cũng đã nói tất cả quý con là vào Zalo. Bởi trên Zalo thì Lộc An thực sự là có thời gian nghiên cứu và những cái con số chuẩn, con số chắc. Thì Lộc An luôn luôn ưu tiên trên Zalo. Nên là quý con cứ an tâm. Ngày hôm nay thì Lộc An cũng đã thiên về một chút miền Bắc này. Thiên về một chút miền Bắc là 1551. Nhưng mà khá đáng tiếc ngày hôm nay thì nó chưa thể hiện. Nhưng mà cặp 1551 này thì có thể nó sẽ cũng sẽ ra đặc biệt thôi. Nhưng mà ngày hôm nay nó chưa ra. Và ngày mai có thể là chúng ta sẽ có về phần lô miền Bắc thì khá là kết. Miền Bắc ngày mai 1551 thì quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con. Thì quý con nào kết thì chúng ta có thể theo một ngày nữa. Thì có thể ngày mai nó có thể là nó sẽ về đặc biệt. Biết đâu ngày hôm qua Lộc An chốt 96 nó không về, ngày hôm nay nó về. Thì ngày mai biết đâu nó về 1551 đặc biệt cho tất cả quý bà con miền Bắc. Thì đó là những điều mà Lộc An nói tất cả quý con như vậy. Thì mong là quý con thông cảm cho Lộc An. Đó là hôm nay là chúng ta chưa có lộc. Và Lộc An hứa là bước sang một cái tháng mới thì Lộc An sẽ mong sao chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý bà con, để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Hy vọng chúng ta sẽ có một niềm vui mới ở ngày mai, ngày 31 tháng 8 năm 2024. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thu tha, đang nợ nần, muốn nhà bờ thì quý con hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Zalo Lộc An là chốt số miễn phí nên quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An. Ngày hôm nay trên Zalo vẫn rực rỡ cho tất cả quý bà con cả ba miền Bắc Trung Nam quý con nhé. Ngày hôm nay trên Zalo vẫn rực rỡ cho tất cả quý bà con, chiến thắng giòn giả cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay. Chúng ta đã có một ngày lộc lớn cho tất cả quý bà con để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý con ở trên Zalo và trên kênh. Ngày mai thì bảo chúng ta sẽ có lộc lớn. Thì ngày hôm nay ở miền Bắc thì chúng ta cũng đã chiến thắng, miền Nam chiến thắng và miền Trung chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay ở trên Zalo. Thì quý con nào mà đang còn khó khăn, đang thua tha, đang nợ nần và đi rất nhiều nơi mà chúng ta chưa được vào bờ cũng như chưa được chiến thắng thì hãy vào Zalo Lộc An. Ngày mai thứ bảy thì Lộc An nói rồi, thứ bảy và chủ nhật thì những cái đường cầu khung ngày cuối, khung cuối tuần thì thường thường nó sẽ tập trung vào ngày chủ nhật và thứ bảy. Thì quý con cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Tuần trước chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ở cái tuần trước, có những cái đường cầu miền Bắc khá là đẹp rồi.
thì ngày mai hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con cho ngày mai quý con nhé. Và Lộc An cũng mong muốn là quý con đó là xem video Lộc An thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh quý con nhé. Những lượt like của tất cả quý bà con đó là cái động lực để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số chuẩn, con số chính xác để gửi đến tất cả quý bà con. Hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý con cả ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả quý con ở ngày mai. Hy vọng chúng ta sẽ có lộc lớn cho tất cả quý con. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần thì cứ vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc vào ngày mai quý con nhé. Quý con chỉ cần ấn vào đường link này. Khi chúng ta ấn vào đường link thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ đó là chữ tham gia. Chữ tham gia màu xanh thì quý con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An quý con. Quý con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Và khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cho cách chơi, cách vào tiền, cách ghép càng và gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số đẹp. Gửi đến tất cả quý bà con như bao lô đầu đuôi ba càng sự chủ xiên đá mà chỉ một đài một miền thôi. Và những cái kinh nghiệm mà Lộc An có từ trước đến nay thì Lộc An sẽ gửi đến tất cả quý bà con để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Lộc An hứa luôn luôn bên cạnh và gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn nhất, tỷ lệ chiến thắng cao nhất để gửi đến tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã rực rỡ cho tất cả quý bà con. Thì quý con nào mà muốn những con số chuẩn ở trên Zalo mà chỉ một đài một miền, ngày mai miền Nam có bốn đài, thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang, thì quý con chơi đài nào, chơi miền nào, vào nhắn tin cho Long An, Long An sẽ tư vấn gửi số miễn phí cho tất cả quý con. Thì cái phương thức để chúng ta vào Zalo Long An đó rất là đơn giản. Quý bà con chỉ cần ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra chữ tham gia như thế này. Thì quý bà con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An quý con nhé. Đó là cái phương thức để chúng ta vào Zalo Lộc An. Còn quý con nào dùng điện thoại iPhone thì quý bà con cũng ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý con chỉ cần ấn vào chữ Safari. Nếu như quý con dùng iPhone, quý con nào dùng điện thoại Samsung, quý con ấn vào Chrome thì chúng ta ấn vào thì nó cũng sẽ hiện ra cái dòng chữ tham gia như thế này thôi. Thì quý con ấn chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Đó là phương thức để chúng ta vào Zalo Lộc An. Nó khá là đơn giản và Zalo là chốt số miễn phí. Nên là quý con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An quý con nhé. Còn đó là miền ở ngày hôm nay thì trên Zalo thì chúng ta chiến thắng cho tất cả quý con miền Bắc này. Miền Bắc ngày hôm nay Lộc An nói tất cả quý con là vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Thì ngày hôm nay cũng khá là đông quý con đã vào Zalo, đã có sự may mắn và chiến thắng được con đầu chính với con đặc biệt 69-96 cho tất cả quý con. Mình chơi là mình phải chơi cả lót được quý con nhé. Chơi 96 nhưng phải lót 69. Đó. Và ngày hôm nay chúng ta rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả quý con. 9669, 5995 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Đó. Chúng ta tứ thủ là 6996 và 5995, còn lót là đầu chính. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng. Bởi vì lý do mà Lộc An gửi con 96 cho tất cả quý con ở trên Zalo là vì Lộc An cái đầu chính này thì không hai ngày là bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày mai. Đầu chính là nuôi trong tháng, thì trong tháng này là đầu chính nó chưa về thì chúng ta nuôi hai ngày. Đấy, trong tháng thì Lộc An chỉ có những cái đường cầu chỉ nuôi hai ngày thôi. Đấy, chúng ta chỉ hoặc là một ngày thôi. Đấy, chúng ta chờ ngày cuối chúng ta chào thì tỷ lệ chiến thắng khá là cao. Còn chúng ta đừng có dạy mà chúng ta nuôi cả một tháng hoặc là một tuần quý con nhé. Đó là Lộc An nói tất cả quý con miền Bắc mà chơi theo kiểu để nuôi. Chúng ta nuôi một tuần thì chúng ta, nếu như chúng ta nói về ngày cuối thôi là quý con chết liền. Quý con sẽ không có vốn để chúng ta theo. Đó là Lộc An nói tất cả quý con như vậy. Đấy là chúng ta chạy vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn số chắc. Và những cái đường cầu kính gần cao chúng ta phải rình, cũng như là có những cái kinh nghiệm thì chúng ta mới có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ được cho tất cả quý bà con. Ở ngày hôm nay 96, Lộc An nói có sách mấy cái trứng ngày hôm qua đó, thực sự là con 69-96 thì nó phải ngày hôm qua nó mới giờ đó. Đáng lẽ là nó về hôm qua rồi, ngày hôm nay nó mới giờ, quá đáng tiếc. Nhưng mà không sao thì chúng ta vẫn chiến thắng trên Zalo. Đó là Lộc An nói tất cả quý con như vậy. Lộc An không phải là chốc, nó thực sự là chốc bừa đâu, nhưng mà dạo này thực sự là cái tháng 7 này không, Lộc An thì cũng không mê tín lắm, nhưng mà đó nó cũng thực sự đó là cũng cái tháng này cũng quá là chui. Ấy là Lộc An nói thật với tất cả quý con như vậy, là thực sự là dạo này trên kênh thì nó quá là không được có lộc của trên kênh, nhưng mà trên Zalo thì chúng ta vẫn có lộc thường xuyên cho tất cả quý con. Đó là Lộc An nói tất cả quý con như vậy.
Chỉ còn muốn cái những con số chuẩn số chắc thì chúng ta vào Zalo để những số chuẩn số chắc. Còn trên kênh thì chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta cảm thấy kết thì chúng ta theo. Còn không chúng ta dùng cái tham khảo. Còn riêng cái cặp 1551 này, ngày mai quý con có thể là chúng ta vào miền Bắc một ngày. Miền Nam cũng có thể vào. Ba miền luôn. 1551 ngày mai quý con có thể theo một ngày nữa cho Lầu An. Đó Lầu An nói tất cả quý con như vậy, đặc biệt là miền Bắc. Quý con có thể theo một ngày nữa. Đó. Ở ngày hôm nay thì chúng ta rực rỡ thành công rồi. May mắn cho tất cả quý con ở trên Zalo thì miền Bắc chúng ta chiến thắng được con. Đó là con 63. Bạch thủ 63 thì 63 ngày hôm nay Lầu An cũng đã chốt, nhưng mà chỉ chốt ở trên cộng đồng là con 63 chiến thắng con sâu thủ 63. Ở con 63 này. Bạch thủ 63 xiên là 63 và 96 ở ngày hôm nay này. Và chiến thắng được đó là 6996 và 5995 tứ thủ, còn lót là lót đầu chính. Đó, nuôi khung 2 ngày thì ngày hôm nay ngày 1 chúng ta chiến thắng. Thì nói chung là ở trên Zalo thì Lộc An thì có rất nhiều đường cầu và có nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể chiến thắng cho tất cả quý con. Không phải là chỉ một đường cầu và những con số cho tất cả quý con đâu. Có rất nhiều đường cầu và nó chỉ duy nhất chỉ có một con 96 nồi thôi, nhưng mà có rất nhiều đường cầu và chúng ta kết hợp lại, chúng ta kết hợp cả lô nó về ngày hôm nay không, chúng ta kết hợp đặc biệt và kết hợp với đường cầu kèo đặc biệt tuần này, đặc biệt tháng này, đặc biệt năm này và những cái kinh nghiệm thì chúng ta mới có thể chiến thắng được, và những cầu được đường cầu được bật nhớ nữa thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Và Lộc An sẽ đúc rút ra và gửi đến tất cả quý con ở trên Zalo thì nó có sự khác biệt. Thì ngày hôm nay miền Bắc thì chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Còn về miền Trung thì chiến thắng được cho tất cả quý con miền Trung thì chúng ta chiến thắng Đài Gia Lai với con bạch thủ 19. Xiên là 19 và 67 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. 19 67 thì ngày hôm nay chúng ta không 67 thì nó lộn 76. Nó lộn 76 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì nó lộn 67 thì nó lộn thành 76 này. 76. Ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng xiên, nhưng mà chúng ta chiến thắng bằng đầu đuôi. Chiến thắng là 0330, 0880 ở miền, đó là miền Trung quý con nhé. 30. Đó, 76 này nó lộn 67 thành 76 là 19 này. Bạch thủ cho tất cả quý con này. Đó, ngày hôm nay thì hơi đáng tiếc một chút thôi. Nhưng mà không sao, chúng ta chiến thắng được bao lô và chiến thắng được đầu đuôi. Cũng khá là rực rỡ cho tất cả quý con miền Trung, Đài Gia Lai quý con nhé. Còn về miền Nam. Miền Nam thì Đài Bình Dương ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng rực rỡ rồi. Bình Dương thì chúng ta chiến thắng được đó cho tất cả quý con với con bạch thủ là 28. Xiên đó là 28 và 39 cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. 28 này, 39 này và đầu đuôi đó là 8998. Thì cái đường cầu 8998 này thì Lộc An cũng đã chốt trên kênh phụ, cũng đã chiến thắng rực rỡ ở miền Nam. Chốt 8998 đầu đuôi rực rỡ cho tất cả quý con ở kênh phụ quý con nhé. 28, 39 và 8998 cho tất cả quý con. Đó là miền Nam quý con. Miền Nam rực rỡ. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, quý con cứ vào Zalo thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý con. Nếu con nào chơi đài Vĩnh Long thì vào nhắn tin đài Vĩnh Long. Quý con nào chơi đài Bình Dương vào nhắn tin đài Bình Dương. Đó. Thì ngày hôm nay cũng đã có lộc cho tất cả quý con ở ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý con ngày hôm nay chúng ta đại thắng thành công rực rỡ ở trên Zalo. Còn trên kênh thì chúng ta khá đáng tiếc là chốt ngày hôm nay thì ngày mai nó mới về, quá đáng tiếc. Nhưng không sao, hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ hơn, thành công hơn, may mắn hơn cho tất cả quý con vào ngày mai quý con nhé. Thì quý con chú ý là quý con có một số quý con bảo là không vào được Zalo của Lộc An, thì quý con phải nhớ là khi chúng ta xem phát trực tiếp như thế này thì nó sẽ có trò chuyện trực tiếp đúng không ạ? Thì quý con ấn vào đường link này. Lộc An là không gửi số Zalo mà gửi đường link Zalo quý con nhé. Thì quý con phải ấn vào đường link. Chúng ta ấn vào đường link và sau đó nó sẽ hiện ra cái chữ chôm Google và Safari như thế này. Đó, quý con ấn vào chữ chôm nếu như quý con nào mà dùng điện thoại Samsung hoặc Oppo, Redmi, Huawei. Còn quý con nào mà dùng điện thoại như iPhone hoặc iPad thì quý con ấn vào chữ Safari. Thì quý bà con ấn vào thì nó sẽ hiện ra một cái dòng chữ tham gia. Đó, cái chữ tham gia. Đó gọi là tham gia nhóm. Thì quý con chữ ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Và khi vào Zalo Lộc An thì Lộc An sẽ tư vấn cách chơi, cách chào tiền, cách cấp càng và gửi đến tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số chính xác thì là chiến thắng cao mà chỉ một đài một miền quý con nhé. Trên kênh là lục chung lục ba miền ba đài. Ngày mai miền Nam có 4 đài, miền Trung có 3 đài. Thì quý con nên vào Zalo, Lộc An sẽ chốt một đài cho quý con. Quý con chơi đài thành phố vào nhắn tin đài thành phố. Quý con chơi đài Long An, Bình Phước thì quý con vào nhắn tin. Và miền Trung cũng vậy, quý con chơi đài nào thì cứ vào Zalo. Chơi đài Đà Nẵng vào nhắn tin đài Đà Nẵng. Chơi đài Quảng Ngãi vào nhắn tin đài Quảng Ngãi.
Đắk Nông và nhắn tin Đài Đắk Nông đó, thì hy vọng chúng ta sẽ có một ngày cuối tháng rực rỡ cho tất cả quý ông con vào ngày mai, để quý ông có thể chiến thắng vào ngày mai. Và mong quý ông con xem video Lộc An thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An, dù chúng ta có lộc lớn lộc nhỏ, dù ngày hôm nay chúng ta chưa có lộc thì hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ có một ngày rực rỡ cho tất cả quý bà con vào ngày mai, để chúng ta có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai. Chúc các toàn thể quý bà con luôn luôn may mắn rực rỡ, phát lộc phát tài, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, ước gì được đó, chơi gì thắng đó, chơi lô thắng lô, chơi sổ số thắng sổ số. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.